Thanh niên 2F. Thanh niên tư duy kiểu 2F. Rồi, đâu, tao tính chung ở sau lưng tao chạy cái một tàn hình ấy mà đi mẹ đéo được. Tại 2F luôn. Nhầm 12 giờ với 10 giờ. Ừ, xếp hàng cái nào tụi? Hàng nào? Đâu? Hai đứng như thế nào? Thằng Loli đứng chơi thôi. Nè. Phải để cái hòm, để cái hòm đằng sau lưng, nhìn ra cái cửa đi. Trời má, nhìn ra cái cửa. Đây. Sao nào, cứ chụp hình coi. Có Gumi nè, Gumi chụp hình nè. Em chụp hình ấy. Mắc setting lên. Giờ mắc setting lên. Đây là tới phút để mắc setting đây. Này, tao để 3 hay mày có cái gì phóng được phóng hết nha. Control X, Control. Bắn. Control X. Bắn ông ơi. Bắn ơi. Này, tao nhờ người khác đi giùm. Giùm bắt đó. Ủa sao má mình rủ bọn nó lấy pháo hoa cái mình để nhau. Anh Thảo về rồi nè, bánh hoa nè, anh Thảo về rồi má này. Rồi bắn mấy cậu ơi. Bắn nè. Xong rồi thì bên em sẽ ở trong những gì? Đi nhậu với mấy ông trong lớp thực tập á. Chia bài hôn đi. Quay lại hôn xong rồi. Rồi, tự dựng nó xong rồi. Cái chủ đề chính. Đầu tiên là cái công, má lại khí công nữa. Khí công với anh hả? Má lại khí công nữa hả? Anh hả ông ơi? Dây chuyền bóng tối đang lấy không? Đây, có gân kìa, gân kìa. Bây giờ gân bóng tối hả? Ừ. Bóng tối đúng không? Bốn tối à? Đồ mày á. Anh xu nè, này thật nè. Anh đồng đi bé, ổn rồi đó. Đồ chút đi bé được nha. Cái đẹp xin học đi. Xin rồi, xin rồi. 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 Xin rồi, cái pháp sư là pháp sư này. Pháp sư 6 này. Pháp sư 6 kìa, pháp sư 6 kìa. Pháp sư 6 này. Tu mi rồi. Em 29 6 rồi. Có chụp hình không? Rồi ba. Chụp hình xong đấy rồi. À, ê sáng. Sáng em ngồi chém gió hồi cái hôm mở ra lại ướt. Anh Vương ơi, anh chù em chết đi anh Vương. Tao thấy mày chết chứ bộ. Mày chết. Ai chết trước kìa. Ai giữ kìa. Ai giữ gì khó. Đó rồi. Mày chịu khóa làm kích gì thôi dẹp mày chịu khóa ấy. Trong phòng trong phòng mở ra cái bàn. Mở ra trong phòng ha. Cầm chung vũi. Đi đây. Không thôi đưa chìa khóa đây. À, đúng cái gì vậy sao? Có chút phát biết là trong một là biết. Đúng lấy bò đi. Bỏ trang phục tính bài sao? Biết. Gì mấy cái vụ outfit là biết. Đóng quá. Biết là 800 rồi. Luri 700 rồi kìa. Luri 700 rồi. 900. Luri 900. Tiếng ra kìa. 51. Luri 51. Có tiền đập đá rồi anh ơi. Có tiền đập đá rồi anh ơi. Tôi thấy K1 tương đối hợp lý, chia đều. À K1 chia đều. K1 thì K1 chia đều hợp lý á. Cứ á kẹt gì rồi tao bảo hôm chủ nhật mà. Ôi mẹ anh tao sao? Cái đang mặc trang phục giao ước rồi. Đang mặc trang phục giao ước rồi. Không cho không biết đâu má. Lưu đi với mèo còn biết nữa không? Bắt bắt à. Bao nhiêu? Cả mốt rồi. Cả mốt rồi. Dẹp đi. Đồ mẹ cả mốt mua khách hàng con hơn. Đồ. Thế thôi. Cả mốt luôn. Cả mốt luôn. Wow. Mềm xì đà vậy. Cả mốt thì khỏi chia người biết. Một người 100. Người trăm. Người trăm mốt chứ. Mỗi người 100. Ừ. Đừng một người mà. Ờ ha đúng rồi. Lấy thêm hàng, lấy thêm hàng, lấy tiền. Tôi mới về luôn á, mới về đang coi. Tôi về đúng lúc rồi ấy. Mày lấy đi. Giờ ông anh đi cùng. Xếp hàng lấy tiền. Ai, lấy tiền ai. Đây, tụi đây. Đi ăn luôn. Bớt cháy mà vô. Đi đọc kít đi mà. Lấy tiền luôn, từng ai. Mày cũng nhiều quá rồi đó. Xếp hàng theo số nha, đầu tiên Gumi nha. Lên. Để khoe đó. Ủa, còn bị hôn ghét, mày lấy hả? Bị hôn gì nữa? Võ sư. Tôi đưa đấy. Có cái chìa khóa kìa. Đang chưa có cái gì để đánh lông áp.
quăng quăng cái chìa khóa, xin cái chìa khóa mốt mở. Ờ, đâu rồi? Nè, đi đi. À, lấy con đà ai mày? Một giao dịch khác đang được tiến hành. Thằng mèo, thằng mèo. Chìa khóa làm gì? Mày chạy mày cung cho vui. Có chìa khóa. Ê, tôi mở ra chỉ mạng, né chảnh luôn nè, đủ đủ áo tu. Mở bên nào ra chỉ mạng đấy. Chết mẹ. Tính ra là một xì lót phai lọt đó. Anh Dương ơi. Nè, ông quên tầm tay ông sao mở cái con. Nè, cho con cập tiện cũng được. Đằng nào cũng chạy vậy. Ủa phát không? Cái sau thì cũng chạy cho vui vậy mà. Sợ chính xác này. Mình không có một mảnh nào có trực giác. Anh Vương ơi, tôi chút rồi, tôi mở ra chiếc màn né tránh này. Có lấy tiền đâu không? Đấy, 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 đó, tới ai okay. Rồi? Ok. Má nó đẹp giò luôn rồi. Này gãy tổ. Má anh, đủ má anh xe lắm rồi á, đủ má uống 10 chai không? Má không thầy. Đủ má. Làm sức làm cầm mình là vườn co vườn thượng không hề bốn bốn cả chính ra bây giờ tôi chưa đi bắt bà lúc suối xì luôn á giờ chưa biết suối xì thế nào. Ủa không ai lấy luôn hả? Chúc rồi, chúc rồi, chúc lấy không? Nó xin ngọc bằng sơn đi mèo ơi. Sau đó cố gắng tìm mình bán hai ngày thôi nha, bán hai ngày thôi cho khỏe. Thầy ơi, tất nhiên rồi.